Rồi, hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ tới nhà của một bạn design. Trước đây là design nhưng mà sau này bạn nghỉ việc và bạn cũng có một kênh làm riêng. Đồng thời mình sẽ test thử, tại vì nhà bạn là làm cái phòng thu âm cho nên là sẽ khá là thú vị đấy. Để đây luôn à? À, nhân vật của tụi mình kìa. Đây là designer về hưu đúng không? Ê, để xe đây được không? Đâu, để đâu. Ai? Hello Bin, Ben đúng không? Hello tới chơi. Đây là đồ chơi của chị Uyên. Trời ơi. Ben ơi. Ấy mở lại cái clip mà chị nói gì vào thứ ba và thứ năm hàng tuần hàng ngày á. Nhưng ngày nào cũng nhớ. Nhưng. Rồi hello anh em, chỉ có cái buổi hôm nay mình nói rồi đó là mình tới đây mình xem thử coi cuộc sống của một designer về hưu như thế nào. Đầu tiên mình ấn tượng là làm ở đâu nhỉ? Vinagame đúng không? Tính là dinh đúng không? Một sản phẩm mà anh em của mình kiểu gì cũng sẽ sờ qua một lần. Đấy, designer vĩ đại. Bây giờ là một người mẹ vĩ đại. Hello Ben, chào anh em Ben. Chào người đi, chào các chú đi, chào các chú đi. À các chú đi. À đó, bây giờ nó cười kìa. Ê. Cái duyên sao? Cái duyên này. Đấy, đây là đồ chơi đúng không? Đâu chị giới thiệu rồi. Chị mẹ bỉm sữa đúng không? Mẹ bỉm sữa. Giới thiệu vào đồ chơi của chị bao gồm gì? Đây thì quay video Photoshop bình thường thì em sẽ dùng cái micro này là AT4040. Thì cái micro này nó sẽ nói tốt hơn bởi vì nó thu cái giọng nói của mình nó sáng và nó trong hơn. Laptop với lại tai nghe thì ở đây có rất là nhiều tai nghe. Cái tai nghe này là loại thường thôi, còn cái loại AT xịn hơn thì cho bạn kia mượn rồi. Yeah. Và lại laptop đúng không? Cái laptop mà chị hay dùng đúng không? Laptop nè. Đúng rồi. À. Quay clip thì sẽ quay bằng cái laptop này, còn dựng phim thì dựng bằng cái máy ở bên dưới. Máy dưới, cái máy to nãy đi ngang mà thấy không? Đúng rồi. À. Ở đây trâu bò hơn hay sao? Cái máy đó màn hình nó bự hơn. À, chủ yếu là bự hơn thôi. Vậy tại sao render bằng cái này luôn cho nó nhanh? Cái này cái màn hình nó nhỏ, làm nó lâu hơn cho nên à, cái này mới hồi nãy mới upload lên nè, video tối nay nè, xem 8:45 tối nay nè. Anh em bà có rồi nhưng mà bà giấu. không bù với Phúc á, Phúc là buổi tối làm đúng không? Thích hứng lên á, bắt đầu bỏ ra làm xong cái quay xong cái render là up luôn thật tiếp lên hàng sau. Nhưng mà tối nay 8:45 nó mới public, bây giờ nó chưa có public. Trong cái thời gian mà các bạn coi đến clip này thì cái clip ấy của chị Uyên là up rồi. Đúng không? Khoảng tám nay thì cho em render cái clip này không chứ không phải một ngày, tại mai cũng bận rồi. Hôm nay là đồ chơi chính của chị Uyên à. Zin Studio, anh em Google search này, nếu mà gặp cái quảng cáo là click hết là cho vào hết tiền thôi. Đấy. Ai chân máy rồi. Cái này là tại vì mic các thứ. Hôm qua khách mới thu guitar cho nên là để nhiều ghế, nhiều mic cho đây để cho khách họ ngồi họ thu guitar cho nó dễ. Còn cái mic này là chuyên thu hát nè. Nó khác gì so với mic ngoài kia? Mic này ngoài giá tiền ra chắc nó phải khác nhau rồi đúng không? Đúng rồi. Giá tiền thì cái này mười mấy triệu là 16 17 triệu gì đó một con. 17 mét. Chỉ có 6 7 triệu thôi. À 6 mét. Các bạn, Rickit cái này thì cũng gỡ bằng con ngoài kia. À. Thì cái mic này tại vì nó xài ở trong nó là bóng đèn. Cái gì? Là bóng đèn. Ở trong là bóng đèn đó hả? Đúng rồi. Nó là cái bóng đèn ở trong thì khi mà ủa thế sao là bóng đèn? Bóng đèn làm sao thu âm được? Cái bóng đèn nó hay ở chỗ là nếu mà em bật cái mic này nó lâu á, càng lâu bóng đèn nó càng nóng á. Nóng, đúng rồi. Giọng mình nó càng mạnh.
Đây là cái giọng mình nó càng mạnh. Nếu mà ví dụ em nghe giống như là em nghe nhạc của Vũ Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn, cái giọng Vĩnh Hưng nó khàn khàn nó mạnh, nó gào lên á. Thì cái mic này là khi mà bóng đèn nó nóng nó sẽ tạo được cái chất giọng khàn khàn như vậy giống. À chứ nói chung là Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng là nhờ cái mic này đúng không? Nên nếu mà mình cắm vô nó có sáng không? Không, nó chỉ ở trong thôi. Cái bóng đèn nó ở trong thôi, cái này nó che rồi. Vậy tại sao nó không làm sáng lên nhìn cho nó ngầu nhỉ? Ừ, nó là cái thì cái mic này thu hát rất là tốt. Nó sẽ làm cái giọng mình nó mạnh lên khi mà mình hát cao, mấy cái đoạn cao á thì mình hát giọng nó mạnh hơn hả? Ừ. Giọng nó mạnh thì nghe nó khỏe. Ví dụ em lên cao thì nghe giọng em nó khỏe hơn. Còn nếu mà vậy là hồi trước chị xài là làm tốt là giống này luôn hả? Đúng rồi, hồi xưa chị xài mic này luôn. Nhưng mà sau này chị thấy là ví dụ nha, nếu mà một ngày chị quay 1-2 cái clip ngắn thôi á thì không sao. Nhưng mà nếu mà một ngày mà quay nhiều clip nó nói nhiều quá thì cái này cái lúc mà bóng đèn nó nóng lên càng ngày giọng mình càng tối. Càng giống Đàm Vĩnh Hưng. Đấy, giọng càng ngày nó càng tối nó ồm á. Cái độ khàn, cho nên là cái mic này sau này chị thấy nó khàn quá nên chị để thu hát thôi, không để thu tutorial nữa. Mic kia nó rẻ hơn nhưng mà cái giọng nó sáng hơn. Giọng sáng hơn. Nghe nó rõ hơn. Nếu chị có coi tút của em rồi đúng không? Nếu vậy chị so sánh thử cái này với lại cái tút của em thì sao? Nếu không tính quá trình âm các thứ nha. Chị tại vì em đâu biết chỉnh âm đâu, em cũng vậy thôi. Chị cũng đâu có chỉnh đâu. Nếu chị so sánh thì sao? Giống thử mấy cái mới á thì đa phần em sử dụng cái Boya 500k á. Cái mà đeo cổ á. Thì theo chị nó như thế nào? Chị cũng không để ý lắm. Không để ý rồi, chị không coi. Anh em đây là bạn bè tốt với nhau. Đây, không có để ý. Đây là người chị đó. Tốt của tôi. What the fuck chị tôi? Chị chỉ có để ý cái nội dung em chia sẻ thôi chứ đâu có để ý nghe cái chất lượng âm thanh đâu. Nhưng mà chị thấy là chất lượng âm thanh của em bây giờ so với hồi xưa thì nó tiến bộ rất là nhiều rồi. Nó phải tiến bộ hơn chứ, tại vì em âm nhiều lắm. Em tại hồi xưa không có biết hiểu mới làm á thì nó như thế nào thì mình để vậy thôi chứ đâu có thời gian đâu. Đấy, thì sau này bắt đầu làm ngon hơn thôi. Đó là MacBook mấy chị? Cái này MacBook này đời 2014 rồi à? 2014 là ngon rồi. Thực tế là mấy cái MacBook thì đa phần mình mua cái nào mà đời khoảng 4 năm trở lại là ngon đúng không? Chứ còn như kiểu bây giờ mà mua 2012, 2013 là thấy nó hơi fail fail như nào á. Nhưng mà cái iMac của chị ở dưới thì 2013 đó nhưng mà độ lên rồi. Độ? Ý là lên RAM rồi lên rồi các thứ đồ ha. Như vậy thì ngon hơn rồi. Phía sau là một con Win bình thường thôi. Này chắc để mic nhạc đúng không chị? Ừ. Cái này để mình lúc mình thu âm á thì mình thu bằng cái màn hình này, còn cái tivi bự ở trong rồi cho khách người ta coi lời bài hát hả? Để tí em thu thử được không? Được. Muốn thu thử cho thu thử. Anh em nào mà có nhu cầu mà đam mê ca hát á thì tới cái studio của bà cũng được nè. Đấy, vừa xin chữ ký được vừa thu âm luôn. Như một bài là bao nhiêu nhỉ? Nếu mà thu bình thường. Thu bình thường chọn gói một bài thu và mic luôn là 500, đó là mix luôn đúng không? Còn thu chơi bời không một nửa hả? Làm gì có thu chơi bời. Thì ví dụ như là ở đây thì thông thường là Joe là thu là chọn gói như vậy luôn. Tại vì thu thì khi mà thu không phải giống như hát karaoke mà vô hát một lèo là xong đâu. Em hát em còn phải chỉnh sửa lại từng câu mà. Vì là em hát cái câu bất nhân không tới thì chỉ thu lại câu đó kiểu vậy. Một bài thu thì cả cỡ một tiếng xong một bài. Xong rồi về ngồi viết lại nữa, viết lại thì viết hầu như là từng chữ. Hát lên không tới, mình đẩy tông nhau, mình đúng cảm rồi. Giác như mình cao hơn được không? Được. Hả? Để lát đó chị nói kỹ thuật lên, em vô viết cho em thử câu. Vô thử ha. Ok. Đây là công đoạn chuẩn bị. Mình sẽ thu thử một bài coi như là mình quảng cáo, đấy coi ha. Thì mình sẽ tính tiền quảng cáo sau, kiểu vậy. Đấy, anh em coi thử là cái đồ chơi của bà ấy như vậy thì thôi. Theo mình dự đoán á, cái như cái clip mà gần đây nhất mà bà làm á thì bà có làm cả cái mà quay mặt của bà luôn thì mình nghĩ cái chất lượng đó là từ cái điện thoại này ra nè. Đó, đây nè, đó anh em thấy không? Đó. Thì mình nghĩ là bà gắn lên này bà quay nè. Chứ thực tế nếu như mà mình quay mà bằng cái camera của con Mac á là chất lượng sẽ rất là cao. Thì đây bà nói là bà sử dụng cái laptop này để mà bà quay á, thì lý do là vì cái giao diện ở trên này cái độ phân giải của cái laptop này nó không có quá lớn, thành ra là khi mà mình mở Photoshop lên á thì cái icon rồi những cái chi tiết này nó lớn á thì mình dễ theo dõi, thì bà click vô đâu mình thấy được luôn.
Chứ còn như kiểu mà bà xài một cái MacBook thì ở dưới nhà hồi nãy mình có đi ngang qua mình thấy dùng cái MacBook á, thì khi mà quay lên mà quay cái màn hình như vậy á thì cái icon rồi mấy cái biểu tượng rồi mấy cái dòng chữ này nó bé tí xíu á, nên là anh em không có nhìn thấy được. Đó, nên là bà quay bằng cái này. Đó, bà quay thì quay tutorial bằng cái này đó. Đây là mở rộng ra tí, bạn thấy là behind the screen. Đấy, đây là khu vực làm việc của chị Thùy Uyên này. Nếu mà nào còn đang thắc mắc đấy, thấy không? Khá là chất lượng đúng không? Ê, mình mơ mình không có được cái kiểu micro kiểu như vậy nữa. Hơi đau mà bỏ ra 6 triệu mấy. Con trong này là bao nhiêu tiền nhỉ? Cái con micro Đàm Vĩnh Hưng này là bao nhiêu tiền nhỉ? 16, 17 triệu gì á. 16, 17 triệu. À, thấy chưa? Kinh khủng. 16, 17 triệu, em thả dẫn bồ đi ăn. Con này hình như 7 triệu sao? 7 triệu. Vì chồng chị mua. Cái ở nhà em hình như là 1 triệu mấy. Cái phòng này hồi nó sẽ hơi mua. Nóng. Tại vì khi mà thu âm á, mở máy lạnh nó sẽ bị vô cái tiếng máy lạnh được cái tiếng gió. Ồ vậy hả? Đúng rồi, cho nên là mỗi lần mình không có giải pháp nào khác hay sao? Ví dụ như là hồi xưa nhé, có đi chơi ở bên một cái studio á thì nó cũng nóng y chang như vậy, không lẽ ai cũng nóng mà không nghĩ được cái giải pháp này cho nó lạnh. Đúng rồi. Tại vì cũng nhiều mắt cũng chói vô đây, nó nóng quá. Nó hầm á. Đúng rồi. Mà thật ra thì nếu mà em dẫn máy lạnh vào đây ấy, thì thứ nhất là cái mood này nó sẽ làm cho bị ẩm mic. Ẩm mic. Ẩm, đúng rồi. Cái mood thì nó hơi lạnh, hơi nước để nọ ra, nó sẽ ẩm thiết bị. Ừ. Cái thứ hai nữa là khi mà cái tiếng máy lạnh, cái tiếng quạt máy lạnh này, rồi cái tiếng gió, cái mic này nó sẽ rất là hút. Em nhét miệng một cái tiếng nước bọt em nó cũng vô nữa. Ồ vậy hả? Ơi thử đi. Không biết nữa, nhưng mà... Cái câu sành này... Ủa, cái máy lạnh này hình như là nó cũng bị hết ga ở sao ra ngoài này mà nó không nóng chứ. Rồi anh em mình sẽ thử cái bài này ha. À, cái này thế nào nhỉ? Mình xài cái mic nào chị? Mic Đàm Vĩnh Hưng á hả? Ờ Rode là cái này đúng không? Rode là nào? Rode. Hai cái này là Rode hết mà. Một cái ok. Rồi, mình sẽ thử thu coi thử coi là cái before after như thế nào ha. Thì đây coi như là quảng cáo cho chị Thùy Uyên. Chị Thùy Uyên rồi. Thì đây rồi. Nói với em coi là ở cái clip này thì em chị sẽ trả em bao nhiêu tiền. Có lẽ là mình sẽ để cái máy quay của mình trên này. Ấy cho em cái lời đi em không nói. Là mình xài cái gì anh? V-Vocal. V-Vocal thì nó là một cái plugin tích hợp của phần mềm Sona. Sona à. Ai thường có nhiều phần mềm khác, ví dụ kiểu Audition này nọ rồi. Thế nó không pro bằng hay là nó ít chất hơn hay là như thế nào? Mỗi thằng là nó có một cái điểm mạnh khác nha. À. Thì Sona này thì nó can thiệp vocal chi tiết hơn. À vậy. Giống như kiểu nhiều đứa nó lấy Photoshop làm 3D á. Nhiều người vẫn edit video bằng Photoshop. Nó vẫn có thể edit video được. Đúng rồi. Nó không mất mạnh bằng đúng rồi. Đi nó kiểu nó không chuyên á. Mà tại sao thằng Adobe nó lại làm vậy ta? Nó chỉ có bị giảm doanh thu của nó thôi chứ có thêm được lợi gì đâu. Chị cũng không hiểu. Giống như cái Illustrator với lại Photoshop thì thực tế em xài cái phần shape của Photoshop nó cũng y chang. Y chang, đúng rồi, y chang, đúng rồi. Mà nó không mạnh bằng. Yeah. Giống như thằng Lightroom thì giống Camera Raw. Nó cũng như nhau. Nó nó kiểu Adobe Brick cộng với lại Camera Raw thì ra Lightroom kiểu như vậy. Mưa trong anh sẽ bớt. Nói chung là khi mình hát thì không bao giờ mà tránh khỏi được cái kiểu mà nó rung á, bị rung hoặc là bị lạng, nó không có đi vững vô trong cái nốt của mình nữa. À. Thì sau khi qua xử lý thì nó sẽ trở lại bình thường.
Mưa trong anh sẽ vơi. Mưa trong anh sẽ vơi. Sắp tới thì có thể chị Thùy Thùy Yên sẽ làm thêm về mảng gì edit âm thanh. Không, mà đấy nhiều khi lại nhiều người nha, tại vì đa phần là ai cũng thích hát. Không, ai cũng thích tự hát, thì bây giờ mình làm cái kiểu kênh tutorial mà kiểu như là hướng dẫn tự hát tại nhà chẳng hạn vậy á. Đúng rồi, xài mic, thu âm là sao với mic 200 ngàn chẳng hạn vậy. Đã được á, ý tưởng được á. Hồi xưa chị thu âm mic có 120 ngàn mua ở ngoài. Thì đó, ý, ý tưởng á, đấy là các bạn hãy đón chờ nha. Nếu các bạn cảm thấy ok, các bạn hãy comment ngay cái ủng hộ chị Uyên ở bên phía dưới. Hoặc là cái gì, comment cái gì cho hợp nhỉ, là hashtag Zin Studio. các bạn sẽ có thể là phải đón chờ cái channel đó, đó. Đấy, các bạn muốn tự sướng tại nhà cũng được nè, thì coi channel đó. Còn nếu các bạn muốn ngon hơn, tặng gấu chẳng hạn vậy đó, thì lên đâu nhỉ, lên đâu nhỉ? Đây mình show các bạn cái Zin, cái logo đấy, các bạn không bao giờ bị nhầm nhá. Đó, đó thì đại khái là vậy đó. Hợp lý đúng không? Ê, hợp lý. Giống như ở nhà mà chị hát để thỏa mãn đam mê thôi, đúng không? Đúng rồi, chủ yếu ở nhà thì mình thỏa mãn, còn mình thích kiểu cái gì đấy thì mình đi chuyên nghiệp hơn như này lại. Hợp lý. Được ạ. Làm cho nổi đi chị. Nhưng đôi môi đang vẫn vơ. Lực đã làm. Trình độ chỉ xử lý âm thanh của nó thôi. Đó, em coi nó xử lý từng chữ kìa. Thì quay đây sẵn qua cho mọi người biết biết được cái độ kỳ công của một cái người mà sản xuất ra một cái bài nhạc. Không phải đơn giản là mình chỉ mình thu vô là nó sẽ ra một cái bài nhạc. Đúng rồi. Không phải đơn giản nó kiểu bấm 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 kéo kéo cái kéo đó hả? Nói xong cái em tưởng tượng nó có trước có cái clip gì mà quay nhìn ở ngoài là cái giọng là nghe phía sau rồi ở trong là ở trong là nghe mộc đó, xong rồi quay lên. Họ hơi lố nhưng mà thực tế là mình có thể điều chỉnh bằng cái equalizer đó không? Nó gọi là cái gì, equalizer đúng không? Cái này là cái mixer. Mixer đúng không? Để trực tiếp luôn. Cái đó còn cái đó nó chỉ giúp cho em chỉnh được về giống như là cái hiệu ứng âm thanh, giống như là filter á. Nghĩa là nó sẽ có mấy cái effect vô như là trip, bass hoặc là verb cho nó vang vang hoặc là gì đó, echo này kia mấy cái. Nhưng mà thực tế em theo em thấy nha, nếu như mà mình làm ngay như vậy thì nhiều khi người ta tự tin hơn không? Không, tại vì như vậy nó dễ hát hơn. Nó dễ hát, có nghĩa là giống đúng như rồi. Em hát karaoke ở ngoài, em nghe cảm thấy rất là dễ hát. Tại vì cái nhạc, cái giọng mình nó nhẹ, đúng không? Đúng rồi, nó nhẹ hơn, với cả nghe nó hay hơn. Thì nhiều khi mình không còn bị tâm lý nữa. Không, nhưng mà như vậy thì em sẽ không hát hết cái lực của em. Ví dụ như ở đây này, nó khô, nó không có vang. Em hát, em nghe giọng em nó nhỏ xíu, em phải hát hết cái lực để cho nó ra được cái đúng rồi, đúng rồi, em bị nãy bị trường hợp y chang như vậy. Hát lúc đầu là nó yếu. Nhưng mà vấn đề là khi mà mình thấy yếu như vậy á, là mình lại kiểu như là bị mình không muốn hát nữa. Cái tâm lý y chang đó là muốn dừng luôn rồi là xong rồi. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ không có kích em lên được để hát hết. Đúng rồi, đúng rồi. Nên những cái lúc mà ví dụ lên cao, nhiều khi giọng em có thể lên cao hơn được như vậy nữa. Nhưng mà thực tế mình thấy nhưng mà có phải làm như vậy là mình khó edit hơn không? Tại vì nó có hiệu ứng như đó rồi. Đúng nó rồi. Có tự lọc rồi không? Đúng rồi, nó sẽ có hiệu ứng như vậy. Cái đó em vừa mới kéo lên đó. Đâu cái đoạn nào là gốc nào? Cái đoạn nào? Cái màu vàng là cái gốc nha. Okay. Cái màu vàng là cái gốc. Ok. Thì em thấy là em hát của đó nó lên trước tới. Đây là cái vạch ngang này là nó thể hiện cái nốt. Nốt Nó xem cái chữ của mình nó đang bị bất ổn định ở trên cái nốt này nè. Thì mình muốn cho nó ổn định lại ở trên cái nốt đó thì mình phải đưa nó vào ngay cái cây này. Rồi xong mình thu cái sóng lại. Ok, tưởng tượng sơ ra được. Nhưng mà phải xử lý cho nó kỹ chứ không nó nếu mà bị ngay quá hay gì đó thì nó sẽ bị gãy, hoặc là nó ra cái trường hợp mà gãy như nhạc điện tử vậy đó. Mà ra cái đó thì nghe nó hơi bị là... Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang thay. Ok, hiểu. Em làm mấy cái nốt mà cao á, nó sẽ dễ hình dung hơn. Tại vì đa số những nốt cao lên không tới, thằng kéo thì em lên tới được. Rồi, ok. Rồi, đây là tới cái nốt cao. Em thấy cái màu vàng sửa lại nó ngang từng nốt như vậy. Nó đều hơn Còn cái gốc ban đầu của em nó sẽ lên xuống. A few moments later. A few moments later.
mưa trong anh sẽ vơi, nhưng đôi môi đang vẫn vương. Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thét gào. Lạ lùng em tới, hãy tới bên anh trong chiều đông xa vắng. Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em. Lạ lùng em hỡi, gió hát lên câu ca làm anh thao thức. Mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai màu. Mưa trong anh sẽ vơi, nhưng đôi môi đang vẫn vương. Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thét gào. Lạ lùng em tới, hãy tới bên anh trong chiều đông xa vắng. Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em. Lạ lùng em hỡi, gió hát lên câu ca làm anh thao thức. Mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai màu. Đó, thì nếu các bạn nào muốn trực tiếp trải nghiệm chất giọng của mình thì nâng tầm chất giọng của mình lên một tầm cao mới mà tên mình không thể tưởng tượng được, các bạn hãy tới Zin Studio ạ. À, đã, logo kiểu này nè. Lên Google search ra không chị? Bỏ cái qua cơm lên. Ok, đó thì đó là tất cả về cái vlog này ha. Và trong những cái buổi sắp tới thì có thể là mình sẽ có những cái mà như mình nói đó, là mình sẽ đi chụp dạo, là mình sẽ hướng dẫn về premiere hoặc là những cái gì đó các bạn yêu cầu. Đừng quên like, share, subscribe cho mình biết các bạn muốn mình làm về những cái video gì ở ngay phía dưới phần comment của mình ha. Bye bye. Quảng cáo cho chị Uyên xong rồi mình bay màu luôn cục pin. Đấy, đúng là cục pin là nó phải có cái đuôi kiểu như vậy nè, nó mới rút ra được. Con này nó bay luôn rồi. Đó, các bạn thấy không? Bay luôn rồi. Mình sẽ tính tiền chị Uyên phần này sau. Phần này thì bye bye mọi người nha. Bye bye.